Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một món, đó chính là tiết canh làm từ củ dền. Tại vì là mình không có huyết động vật tươi sống cho nên là mình phải làm từ củ dền. Và dạo gần đây cái món này đang rất là hot hòn hòn ở trên Facebook luôn. Thì mình đạt được cái công thức làm từ củ dền đã rất là lâu rồi, tầm khoảng 1 năm về trước. Nhưng mà mình nghĩ cái món này nếu mà làm từ củ dền như này thì nó sẽ không có ngon. Tuy nhiên thì dạo gần đây mình có đọc một số review á, người ta nói là nó giống với lại là tiết canh động vật 90% luôn, cho nên là mình sẽ thử làm coi như nào, và cũng là yêu cầu của một số bạn. Thì ở đây nguyên liệu mình sẽ có củ dền nè. Củ dền ở đây thì mình sử dụng hai củ, mình cắt nhỏ ra như thế này. Ở đây là mình có bột rau câu để cho nó đông lại. Đây là rau ngò gai này, hay còn gọi là mùi tàu. Tiếp theo là rau ngò ôm, mà ngoài Bắc gọi là rau ngỗ. Còn trong miền Tây là một cái loại rau ngũ khác nha, cho nên là mình nói như vậy để nhiều người theo dõi kênh mình đến từ vùng miền khác nhau thì có thể hiểu được là cái rau này là rau gì. Trong miền Nam thì gọi là rau ngò ôm, còn ở ngoài miền Bắc thì sẽ gọi là rau ngũ. Ở đây là mình có chanh, đây là có ớt này, món này ăn nhiều nhiều ớt cho nó cay, nó ngon mọi người. Và ở đây thì mình sẽ có mề gà và gan gà, mọi người có thể sử dụng mề dịch và gan dịch cũng được. Rồi có thể sử dụng bộ lòng gà, lòng dịch, hoặc là cái phần cuống họng heo, với lại là phần gan heo cũng được. Nói chung là cái này thì linh động nha, tại vì là ở ngoài chợ người ta chỉ bán hai cái này nên chỉ sử dụng hai cái này thôi. Và ở đây á là cái nồi nước dùng, mình sẽ sử dụng cái cánh dịch mình cho vào đây để mình hầm, mình lấy nước cho nó ngọt á. Mọi người có thể sử dụng nguyên con dịch cũng được để cho nó thiệt ngọt, hoặc là không có dịch thì có thể dùng gà hoặc là xương heo cũng được luôn. Làm sao cho cái nước dùng nó ngọt là được. Thì lúc nãy ở đây mình đập vào đây một củ hành tím để cho nó thơm rồi, và mình đã cho một ít hành nêm và muối rồi, thì nó đã sôi rồi mọi người ơi. Và khi mà nó sôi xong á thì mình sẽ cho toàn bộ cái phần nội tạng của con gà vô đây. Về phần củ dền thì mình sẽ đi ép lấy nước. Đây là phần nước cốt mà sau khi mình đã lấy được đây. Mình sẽ vớt cái phần bọt này ra nha. Và bên này thì sau khi luộc xong rồi thì mình đã vớt ra. Đó, giờ thì mình sẽ cắt cái phần này ra nha mọi người. Mình sẽ cắt nhỏ ra nhưng mà không có quá nhỏ. Sau khi mình cắt nhỏ xong thì mình sẽ cho vào một cái khay như thế này để mình cố định, rồi xíu nữa mình ăn luôn. Tương tự đó thì mình cũng cắt nhỏ đối với lại là rau và ớt nha mọi người, mình cho vô đây. Mình sẽ đảo nhẹ nhàng cho nó đều. Về cái phần tiết á, thì bây giờ mình sẽ nêm nếm cho hợp khẩu vị đối với cái phần nước dùng này nha. Cho vào đây một ít bột ngọt nè, và một ít nước mắm nữa. Sẽ quấy đều lên. Phần rau câu thì mình sẽ cho vào trong cái tô mà lúc nãy mình làm nước củ dền á. Cho vào đây. Mình cho khoảng tầm nửa gói thôi. Một cái gói này thì khoảng 10 gram thì mình sẽ cho 5 gram thôi ha. Mình quấy thiệt đều. Nước dùng nó chuẩn bị sôi thì mình sẽ cho cái phần nước dền vô ha. Mình quấy đều. Rồi giờ thì mình sẽ cho cái phần nước vào trong phần cá nha mọi người. Bữa nay á, món ăn của chồng mình á, là anh sẽ làm cái này là cái ớt mọi người. Ớt thì sẽ bỏ hết cái ruột ra, rồi mình lấy mỗi ớt không thôi. Bacon đấy. Rồi xong rồi bỏ bacon, là thịt bacon đó mọi người, thịt ba chỉ đó. You're gonna put in a chili. I'm gonna put cheese and bacon and the chilies and then bake them. Rồi sau rồi anh sẽ cho vào trong cái ớt này và cho thêm một ít phô mai nữa rồi xong nướng lên. Đó. Món của chồng mình thì rất đơn giản luôn, ăn si tô đó. Rồi mọi người ơi, giờ thì mình sẽ tự ăn nha. Đó, mình để đậu phộng như thế này này là nó cũng khá là đẹp hơn lúc nãy rồi ha.
Rồi giờ thử. You have a spoon already? Mm-hmm. Coi là nó có ngon như y chang như là cái tí thịt không nha. Let's try it, babe. Mình sắm vô trong cái chén như thế này cái á. Nhìn nó đông y chang à. Như là tí thịt luôn. Xong rồi mình sẽ cho một ít chanh. A little bit of lime. Yeah. What kind of herbs? What kind of herbs? A lot of things. Give me the ones you know I like. You like everything. Just try it. Okay. Just try it. Rồi giờ thử thôi mọi người. Mời mọi người nha. Similar. Similar. Khá là giống mọi người. Good. Nếu mà mình không làm á, mà người khác làm cho mình á, thì mình sẽ tưởng là tiếc thiệt. It's similar. I mean, it's not quite. Not 100%. But like 80%. Mm-hmm. What do you like better? I still like the real one better. So do I. Nó giống. Nhưng mà tại vì là mình biết là nó làm từ bột rau câu á. Với lại là củ dền á, cho nên là mình biết là không phải thịt rồi, nên là mình cảm thấy là nó không ngon bằng cái tiết thịt. Ví dụ như mà ai không ăn được cái tiết thịt á thì người ta sẽ thấy cái này ngon hơn. Còn mình với chồng mình nó ăn được và rất là thích ăn tiết canh nữa. Những cái người mà giống như là cuồng tiết canh á thì người ta sẽ không, gọi là cái này khi người ta ăn vô thì người ta sẽ thấy là không ngon bằng tiết thịt. Còn cái món này á, là dành cho những người mà không ăn được tiết thịt các bạn ạ. Nó không có mùi tanh. Mình thích ăn cái cắn này nè. Kind of makes me want to have the real thing. Yeah. You know? You're right. This makes me want a real thing. Giờ chị muốn ăn với tức thiệt á. Nó hơn ngon hơn là tiếp giả. Nhưng mọi người cứ thử đi. Tại mình thấy nhiều người cũng thích ăn kiểu này á. Try pepper. Give me one. They're hot. Này cái cái cánh gà lúc nãy, à quên cánh vịt lúc nãy mình luộc lên mọi người. Hot. It's not hot. It is, when you bite into it. Đây là cái ớt lúc nãy cho mình làm á. Thử coi. Béo ngậy luôn. Rich. Super rich.
béo ngon. Nó mặn mặn, cay cay, chua chua. There you go. Getting the good stuff out of there, huh? The way Dad make is the best. Yeah, it's way better. Huh? Way better. But it's real, you know? Mm. He knows to do it properly. Ngon á. You got pretty close with a blood substitute though. You know, if you had real blood, you can make it almost very similar to the way his tastes. You know, because you've been around him your whole life, right? Nor does he share his secrets for himself. Thì anh nói là nếu mà có biết thiệt thì mình cũng sẽ làm được. Tại vì là cái món này là món của món tủ của bố mình. Bố mình hay làm món tiết canh đó. Nó là món tủ luôn á. Làm rất là ngon. Thì chồng mình đã có dịp ăn tiết canh của bố mình làm rồi. Thì ý anh nói là bây giờ mà có kể cả có biết thiệt thì mình cũng biết cách để làm. Tại vì mình đã lớn lên với cái món ăn này. Mình thì nghĩ là mình không tự tin làm món này đâu. Tại vì đắm được tiết canh là cả một nghệ thuật. Nó không có đơn giản như mình nghĩ. Đắm thì đắm được nhưng mà có ngon hay không là một chuyện nữa. Là ăn chơi chơi vậy thôi mọi người. I'm done, babe. You done? Ăn chơi chơi vậy thôi. Không ăn được nhiều lắm. I mean, I'm not totally done. You like it? Yeah, of course. Thích là được rồi. I mean, I kind of wish it had the real deal in there, but it's good enough. Ừ. Thì anh nói là có ước gì đây là tiết thiệt á, thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà làm cái này ăn thì cũng được, cũng không thấy nổi. Mình ăn, mình làm nhiều vậy tại vì là mình mua cái gì ta, cái nguyên liệu á mọi người, để làm cái này á, nó mua ít thì người ta không bán mà người ta bán theo mình ra là có nhiêu là mình mua vậy á, theo cái khay đó. Rồi cái củ dề này nè, hai củ nhỏ nhỏ mà nó ra nước quá trời luôn, nên là mình làm thì mình phải đổ nguyên khay như vậy cho nó hết cái nguyên liệu. Chứ còn thực ra là nếu mà một mình ăn là có một cái chén nhỏ này thôi, này đông cho mấy chén á. Not bad, hả bé? Not bad. I'm full. How is your food? I mean, it's alright. Like, you like it? Sure, it was good. Jalapeno poppers, bacon poppers. Alright, just simple, easy food. Yeah, keto.
Rồi xin chào mọi người hết. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Ngày hôm nay mình làm món này để cho mọi người tham khảo coi. Ai thích làm thì làm nha. Xin chào mọi người. Bye bye.